Lisa xin kính chào tái ngộ đến quý vị của Asia Channel. Kính thưa quý vị, người khách của Asia Channel ngày hôm nay, thưa quý vị, cô là người host của một trong những chương trình talk show đang được yêu chuộng rất nhiều của đài SBTN. Thưa quý vị, là quý vị biết cô qua nụ cười, ánh mắt, giọng nói. Tuy nhiên, rất là ít người biết cô là một trong những nữ ca nhạc sĩ sáng tác của âm nhạc hải ngoại. Và thưa quý vị, là gần đây cô đã xuất hiện chung với Tâm Đoan trên sân khấu của Trung tâm Asia qua những chương trình đặc biệt như là Giáng sinh và Tết đã được trình chiếu rất nhiều trong những tuần lễ vừa qua. Thật là một niềm vui và hãnh diện cho Tâm Đoan xin giới thiệu đến quý vị người em gái của Tâm Đoan, cô Christine Sa. Dạ vâng, Christine xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của chương trình Asia Channel. Hi. Chào chị Đoan. Ngộ quá. Từng trôi non xanh mơn man, từng hạt mưa long lanh rơi mùa xuân. Và trong ánh mắt lấp lánh lời yêu thương ai ngập ngừng. Thật là thú vị thưa quý vị. Ở trong gia đình đó thì nếu mà nói về ít nói thì Christine ít nói hơn là Tâm Đoan. Hằng ngày đó cô thường bộc lộ cái cảm xúc của mình qua có lẽ là writing hả, tức là viết, em viết nhiều hơn. Nhưng mà khi mà ra làm show á thì Christine Sa lại làm talk show trước Tâm Đoan. Và như quý vị cũng đã từng thấy là cô đã phỏng vấn Tâm Đoan trên show Heart to Heart của cô, và ngày hôm nay thì đến phiên em trả bài với chị. Em nghĩ có lẽ bởi vì là em là một người thích lắng nghe nhiều hơn cho nên em mới làm show trước. Thật sự em cũng không nói nhiều, em ngồi em nghe thôi, cho nên hôm nay không biết là mình sẽ nói cái gì. Ok, chị hy vọng là hôm nay em sẽ nói nhiều hơn là nói nghe thêm một chút. Nếu mà em nghe không là chết. Thưa quý vị, là sau nhạc phẩm Thì Thầm Mùa Xuân mà Christine Sa đã trình diễn trên chương trình Tết Special vừa được trình chiếu khắp nơi, thì có rất là nhiều thư đã gửi về cho trung tâm cũng như là Asia Channel và cá nhân chị, tại vì có rất nhiều người biết là mình là chị em. Thì có nhiều người hỏi Tâm Đoan là tại sao không mời Christine lên Asia Channel. Hồi trước giờ không có biết là cô hát hay là sáng tác, thì rất là nhiều câu hỏi, cho nên là ngày hôm nay thì chị nghĩ là em không có nghe nhiều được mà em phải nói nhiều hơn. Thì câu hỏi đầu tiên là hồi nãy chị vừa mới nói, khán giả hỏi em đó, tức là em không có biết là em hát nữa. Ngoài cái host thì em có thể chia sẻ với lại fans của em cũng như là quý vị khán thính giả. Kính thưa chị Đoan cũng như là quý khán thính giả, là thật sự là em đã bắt đầu viết nhạc và hát trước khi làm những chương trình cho TV. Cũng nhiều năm trước đó, từ nhỏ là em rất là thích viết những cái bài thơ, viết trong journal của mình mỗi ngày. Nếu mà bây giờ nhìn lại thì em có nhiều cái thùng mà mình mình chất và giấu những cái journal cũ. Nhưng mà chị cũng muốn biết là em bắt đầu viết từ bao nhiêu tuổi, em cũng nhớ không? Thưa quý vị, có một cái hôm nay có một cái trò chơi mà tự em âm thầm em nói em sẽ làm là chị Đoan không biết. Ok. Em sẽ tiết lộ ra những điều mà chị em mình chưa bao giờ share với nhau, là hồi nhỏ chị Đoan có một người bạn viết trong cái yearbook của chị. I know. Ok. em lén lút em vô em coi, và cái người bạn đó đã viết những cái bài thơ tặng cho chị. Và không biết tại sao mà sau khi em đọc cái đó thì em cảm thấy lúc đó em 10... Yearbook vậy là năm chị lớp 9 hả? Yeah, thì lúc đó em... So I was what? Chị là 14. Vậy là em 9-10 tuổi vậy đó. Ok. Thì em nhớ là em đọc và em có cái suy nghĩ là ôi em rất muốn viết giống như vậy. Rồi thì em bắt đầu em thử thôi, những cái câu rất là đơn giản như là roses are red, violets are blue, you love me, I love you. Rồi thì sau đó em thấy cứ mỗi lần mình viết thành một cái câu thơ như vậy á, nó có cái cảm giác như là mình đã hoàn thành một cái gì đó. Khó giải nghĩa lắm, nhưng mà từ like from nothing to something. Wow. Does that make sense? Okay. Yeah.
Chị thì chị em mình thì chị biết em rồi. Nhưng mà ở đây là chị muốn em chia sẻ với lại quý vị. Thì như vậy để chị thay mặt quý vị chị hỏi em đi là em có viết để em heal em không? Tức là em viết để cho em giải thoát được những cái niềm tâm sự của mình không? Dạ, em nghĩ rằng là em không có cái khiếu mà nói hết ra những gì mình suy nghĩ và những cái cảm xúc của mình. Thì những gì em không nói được hoặc là em quá sợ nói tới cái người đó thì em viết ra những cái đó. Ok. Và sau khi viết ra thì mình cảm thấy như là mình có được cái communication đó. Release. Yeah. Như vậy là vui cũng viết, buồn cũng viết. Thường thường là buồn viết. À. Vui thì tự nhiên có cái tự tin rồi nói ra được. Có thể tại vì em thích cười lắm, không biết quý vị có thấy. Và nhất là lúc mà mình rung thì cười càng nhiều hơn nữa. Thì thích cười mà làm show thì làm heart to heart. Rất là ngộ. Hình như là cái đó là cái cách em balance cuộc sống cuộc đời của em. Okay. Có nhiều lúc em cũng cảm thấy cũng có thể là em đang dùng cái chương trình heart to heart của mình để mà mình connect và chia sẻ với nhau. Trong chương trình có nhiều lúc em học hỏi được những cái điều mà em chưa bao giờ đoán được về cái người đó, cái người ngồi đó. Vì là em thích tìm hiểu những cái gì ở trong con tim của mỗi người. Thưa quý vị, là trong nhà chỉ có hai chị em thôi, cho nên là Tâm Đoan là chị lớn thì lúc nào cũng bao bọc che chở và cưng chiều em, mà không phải mình Tâm Đoan mà cả gia đình đều như vậy. Nhưng mà nếu em nói là em viết trong những lúc em buồn, em viết nhiều hơn, mà em có đến bao nhiêu thùng nhật ký, diaries, như vậy em buồn nhiều hả? Một câu hỏi rất là khó trả lời. Em không biết em buồn nhiều hay không. Tại làm sao mà mình so sánh được cái nỗi buồn của mình với một người khác? Em không đúng biết rồi, cái thì của đối với em thôi. Nhiều hay không? Em biết rằng là em có rất nhiều câu hỏi cho riêng em và về người khác và cuộc sống, và em lúc nào cũng tò mò, em muốn biết về người này người nọ và cái liên hệ của họ với em, và không có cách nào mà em nói ra hết được. cho nên là viết và trong đó cũng có, chắc là cũng có rất nhiều ngày buồn, cô đơn, cảm thấy cô đơn. Này đây là lời cuối ta trao cho người, đây là lần trước mình chia tay nhau, đây là lời hứa ta sẽ không bao giờ quên. Có lẽ đây là một cái điều mà chị sẽ để cho em giữ cho cá nhân của mình, tuy rằng mình là chị em mà mình rất là thân. Cả cuộc đời mình biết nhau, mà thậm chí bây giờ thì Tâm Đoan với Christine vẫn sống chung với nhau. Hai chị em sống cùng một nhà. Tuy nhiên là có những cái điều ở trái tim của Christine mà chính Tâm Đoan cũng không có rõ, cũng như là muốn biết mà không dám hỏi. Chị thấy trong nhạc của em á, nó rất là sâu sắc so với cái tuổi của em. Và chị rất là nể em ở cái điều đó. Tại vì nói về năng khiếu âm nhạc thì theo Tâm Đoan thấy là Christine có nhiều hơn Tâm Đoan nhiều lắm quý vị. Tâm Đoan thì quý vị biết là hát, có thể là viết lời cho một vài nhạc phẩm nhưng mà giấu, không có phổ biến. Làm thơ cũng có, làm văn cũng có, nhưng mà Christine thì vừa viết nhạc, vừa làm thơ, vừa viết lời, đánh piano, đánh guitar. Bây giờ thì chính cô là người editor, người cắt ráp cũng như là làm chương trình cho toàn bộ cái show của cô là Heart to Heart. Thì em bắt đầu với cái năng khiếu nào đầu tiên? Em không có thể nói được là em là một người nhạc sĩ mà em thật sự em biết đánh đàn hay là đánh guitar. Vậy em học từ hồi nào? Vậy em lén lút em học từ hồi nào? Hay là em thích cái năng khiếu nào nhất? Tức là em thích đánh đàn nhất hay là em thích viết nhạc nhất? Cho em xin phép là trả lời với một cái câu nó không phải là trả lời hẳn cho rõ, nhưng mà thật sự thưa quý vị, em không chọn được. Em không biết là em thích cái nào nhiều nhất. Okay. Em không biết là
em chỉ biết là em có cái cảm hứng để mà em tạo ra một cái câu chuyện, một cái creation. Và nó tùy theo ngày thôi, có nhiều lúc thì phải là đánh piano cho nên mình phải ngồi xuống mình mò ra cái melody, rồi có nhiều lúc có cái cảm hứng đó, cũng như em đang lái xe hay gì. Và cái này là chị đã nói em 100 lần là rất là nguy hiểm. Rất là nguy hiểm thưa quý vị, nhưng mà em đang lái xe mà em nghe một cái melody, một cái gì đó ở trong đầu là em cần phải viết xuống liền. Có thể lúc đó thì em nghe cái đó chung với cây đàn guitar thì em về em cố gắng. Nó như vậy, nó rất là khó, nó như là một cái radio ở trong đầu em. Có bao giờ em đang lái xe mà em nghe rồi em thức tỉnh em nghe là tiếng còi của xe police không? Không dám nhận. Coi chừng đó. Tuy nhiên là chị rất hiểu và chị thông cảm, cũng như là chị thấy cái điều đó nó cũng thú vị lắm, tại vì chị ít khi nào mà kinh nghiệm như vậy. Quý vị biết không, Tâm Đoan là cái người mà có thể nói là phá cái nguồn cảm hứng của Christine rất là nhiều. Có nhiều khi vô nhà mở cửa thì Christine đang đánh piano, Christine nói oh no, mất hứng, đang viết nhạc nữa chừng. Là em cọc lắm. Như vậy trong âm nhạc, music, điều gì là quan trọng nhất đối với em trong một màn trình diễn? Em biết là trong một cái màn trình diễn mình cần phải trình bày sao mà cho nó đẹp và dễ nghe, dễ nhìn, dễ thích, dễ yêu. Đối với em thì có lẽ em không có nghĩ về những cái điều đó. Trước tiên em nghĩ là em rất muốn cho cái phần trình diễn của mình đó nó thật với mình. Cái đó em nói có đúng không nhỉ? Có nghĩa là em rất muốn quý vị khán thính giả khi mà thấy em trình diễn đó là em, thật sự là em. Okay. Cái đó là cái style của em, cái bài hát của em, cái cách hát của em. Bởi vì em nghĩ nếu mà lỡ một ngày nào đó mà, hay, xin lỗi, nếu mà em hên mà em có thể làm bộ làm một người khác và em làm được hay và khán giả thích đó, thì em làm bộ như vậy được bao lâu? Thì chị không có biết, nhưng mà chị nghĩ là cái điều gì đó mà em đang làm chắc có lẽ là em đang trên cái hướng đúng. Tại vì ngày hôm nay thì quý vị đã biết em qua cái tên là Christine Sa, chứ nếu không thì quý vị sẽ nhầm lẫn em với một người khác, đúng không? Hy vọng vậy thôi. Và mong là quý vị giữ màn ảnh của Asia Channel trở lại để tìm hiểu thêm về cô Christine Sa và tại sao là lúc nào cô cũng biểu hiện cái cảm xúc của mình từ con tim, và lúc nào cũng muốn tìm hiểu về những cái cảm xúc của người khác từ cái trái tim của đối phương. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị đã trở lại với Asia Channel cùng với chị em Tâm Đoan ngày hôm nay. Okay, so trở lại trái tim nè. Tại sao điều gì cũng bắt đầu từ trái tim đối với em? Tại vì có một lần em nói cái câu đó với chị là everything starts from the heart, right? Làm em nhớ tới cái câu mà trong cái quảng cáo mà mình chiếu cho chương trình trước khi nó lên, trong mỗi chúng ta. Cái này là một cái câu thưa quý vị mà Christine đã viết trước là bằng tiếng Anh, rồi chị Tuấn Đoan và anh Tiến Dũng đã giúp Christine dịch lại thành tiếng Việt. Và Christine đã phải học thuộc lòng cũng 100 lần mới nói được cho đúng. Nhưng mà em thật sự em tin tưởng là trong mỗi chúng ta, con tim là cái nơi mà mình giữ hết những câu chuyện của mình, những câu chuyện mà có nhiều lúc em cảm thấy là mình muốn chia sẻ. Em cái này hy vọng là em không có guess nhiều quá, nhưng mà em cảm thấy là ai cũng muốn có một cái cơ hội để mà kể câu chuyện của họ cho một người khác nghe. Đương nhiên. Nhưng mình cần một cái nơi, một cái môi trường an toàn để mà mình share được với nhau. Giỏi. Có đúng không vậy? Đúng. Yeah. Em dùng từ mà chị cũng ngạc nhiên luôn á. Với cái show của em á, thì em cho quý vị thấy những cái điều rất là riêng tư của những người khách của em. Em
có một cái gì đó khi mà nói chuyện với em mà mọi người đều cảm thấy là có lẽ như em nói là môi trường an toàn để người ta share những cái điều thầm kín cá nhân, đúng không? Nhưng mà nói về cái cách mà kỹ thuật đó, thì tại sao mà từ những cái góc cạnh hình ảnh, màu sắc, cái những cái camera shot, thí dụ như em lấy cận ảnh rồi em zoom vào đôi mắt, tại sao em làm cái điều đó? Dạ, cái đó là một cái yêu cầu của em đến với những anh camera kỹ thuật, anh Thanh Nguyễn cũng như là anh Lâm Nguyễn cũng có giúp, và em xin mấy anh quay như vậy cho em là bởi vì em muốn, cái này là một trong những cái điều mà em cũng đã học trong trường. Lúc mà trong đại học thì cũng như chị biết là cái major của em là diễn xuất trên sân khấu và màn hình. Thưa quý vị, là một trong những cái điều mà có một ông thầy ổng nói, mình muốn có một cơ hội để mà mình yêu cái người trên màn hình. Và cái người yêu của mình lúc nào họ cũng tới gần mình hết. Đúng. Mình được có lẽ tiếng Việt em nói thì nó hơi it's a little too rough, but we get to kiss them. Mình có thể tới gần với họ. Thì nếu mà em có thể mang quý vị đến gần với cái người khách, cũng như em được ngồi gần với họ, thì đúng tuyệt vời biết bao nếu được. Nếu được, thì... và lý do vì sao mà em hỏi những cái câu hỏi mà nó hơi riêng tư như vậy là em rất tin là nếu cũng như một người mà bị... chị Tâm Đoàn giúp em nói nha, bị poison, bị độc. Nói em nói rồi đó. Nếu mà mình bị trúng độc. Phải không chị? Mình hút ra cái độc đó được thì họ có thể giải độc đó hả? Yes. Phải không? Thì họ hết bệnh. Sau khi người khách mà họ kể ra một cái khó khăn, một cái gì mà trong cuộc sống của họ họ cảm thấy nó nặng nề. Sau đó họ không cần phải có cái nặng đó nữa. Và mình chia sẻ với nhau, cũng như là người khán giả có thể họ đã được nghe cái câu chuyện của họ được kể bởi một người khác, và sau đó nó không còn là một cái nặng nề nữa, một cái bí mật mà mình cần phải mang một mình nữa. Nhưng mà cái điều hay ở em là em hỏi mà em phải, người ta phải đặt niềm tin em như thế nào thì người ta mới nói. Đúng không? Cũng là một cái năng khiếu đó, thêm một cái năng khiếu nữa. Khi mà em hỏi, em chỉ hy vọng là họ thấy trong đôi mắt của em là em chỉ muốn nghe câu chuyện của họ, và em muốn tôn trọng cái câu chuyện của họ, cái bài học của họ. Như vậy có bao giờ có ai hỏi em về những cái câu chuyện của em chưa? Đương nhiên là không phải trên TV, nhưng mà trong và nếu không một có ngày trên nào TV. Đó không có trên TV. Ok. Yeah. Nếu một ngày nào đó có người hỏi em thì em có chia sẻ không? Sẽ có một chương trình heart to heart với Christine không? Em có hứa với fan của em là em sẽ làm, nhưng mà rồi em sợ quá cái em né. em chưa có chắc em chưa gặp cái cô host của cái chương trình đó, em sợ em né không được. em nghĩ là một ngày nào đó em cũng rất muốn kể câu chuyện của em, nhưng mà cái sợ là nếu mà mình kể mà không ai nghe thì sao. Chị nghĩ rằng đến ngày hôm nay thì quý vị cũng đã thương em đủ, và chị cũng sẽ đứng sau lưng support em, và hy vọng là cái ngày mà em kể câu chuyện của em thì quý vị sẽ đón nhận và quý vị sẽ thương em nhiều hơn. Tâm Đoan cũng đang đợi đến ngày đó để cho quý vị có thể cùng chia sẻ là vì sao cái cô em này được cưng nhất ở trong nhà. Không phải chỉ là em út không, mà còn lý do nữa thưa quý vị. Và tại sao cô làm tất cả những cái điều mà cô đã, đang và sẽ tiếp tục làm chứ hả? Bây giờ trở lại với âm nhạc một tí. Thì kinh nghiệm cuộc sống á, chiếm bao nhiêu phần quan trọng trong những cái nhạc phẩm mà em viết? Thật sự mà nói là tất cả những cái nhạc phẩm của em viết đó là những câu chuyện riêng của em. Mẹ ơi, năm nay đúng 20 năm chúng mình bước chân lên xứ người.
dấu đi da vàng dưới áo khoác trắng thật dày. Có muộn không cho con xin trở về nhà gặp anh chị em cô chú và ông bà. Xuân đã đến và đi, tâm hồn vẫn đắm trong mơ. Thức dậy không ngờ con lạc bờ. Okay, như vậy thì hát nè, viết nhạc nè, host nè, em đang được làm tất cả rồi đó. Em có nghĩ là em có nghĩ là mình đã thành công không? Mình đã accomplish được những cái điều mình mơ ước chưa? Đối với em đã hài lòng với bản thân mình chưa? Em cũng tự hỏi em câu hỏi này và em nghĩ rằng là tới hôm nay thì em có thể nói em cảm thấy rất là may mắn. Và em nghĩ là em đã đạt hơn những gì em muốn trước đây. Em không nghĩ là em sẽ tới một cái mức nào đó. Tới bây giờ thì em có thể dùng cái giọng nói mình để mà giúp những người mà cần sự giúp đỡ. Cái này là một cái điều mà em không ngờ là em... Tại sao em nói câu đó? Nghĩa rằng là hiện nay có một cô bạn từ high school. Cổ mới khám phá ra là cổ cần một người hiến tủy phù hợp cho cổ, tại vì cổ đang bệnh ung thư máu. Ung thư máu. Dạ, dạ. Và sau khi em nghe thì em cũng ráng em làm một cái video em đưa lên YouTube cho mọi người coi. Và không ngờ là mấy ngày sau thì nhiều hơn những mấy ngàn view đã được coi và người ta đã gửi email về hỏi cách để mà ghi danh để mà giúp cô ấy. Thì em rất mừng, em rất mừng. Yeah. Đây là một cái chuyện mà em không có tưởng tượng là em sẽ đạt được một ngày nào đó. Cho nên tới hôm nay thì em chỉ cảm thấy mình rất là may mắn. Tạ ơn Chúa. Yeah. Okay. Cảm ơn em. Và cũng như là ở đây thì Tâm Đoan cũng cảm ơn quý vị đã rất là yêu mến nghệ sĩ nói chung, cũng như là tụi em những người mà làm host cho những chương trình. Vì qua những cái chương trình đó mà quý vị đã đặt lòng tin ở mình, cho nên mình là cái nhịp cầu. Một khi mình giới thiệu hay là mình kêu gọi một cái tiếng nói hay là một cái sự giúp đỡ nào đó thì quý vị luôn ủng hộ. Và xin cảm ơn quý vị thật là nhiều. Như vậy thì chắc cái câu hỏi kế nó sẽ là dư thừa đối với em, tại vì chị muốn biết là nhìn ngược lại 5 năm á, em có muốn thay đổi một điều gì không? Dạ không. Wow. Dạ không. Really? Không, không. Not even one. Đây cũng là một trong những cái motivation của em muốn sống mọi ngày. Mỗi ngày trong một cái cách nào mà em không có cảm thấy hối hận. Ok. No regrets. Yeah. Not one. Ok, vậy thì chị chúc mừng em. Thank you. Chúc mừng em và chị rất là vui khi mà nghe câu đó. Yeah. Lớn lên, hai chị em lớn lên với nhau từ hồi nhỏ thì mỗi một bước đi Tâm Đoan đi là bên cạnh dắt tay cái người kế bên vẫn là cô em gái của mình, cho nên là biết được em hạnh phúc, vui vẻ và không muốn thay đổi gì hết là làm chị rất là vui. Và chị chúc em là tiếp tục đạt được những cái điều mình mong ước. Cảm ơn em đã lên Asia Channel. Cảm ơn chị Đoan. Ít nhiều em cũng là một thành viên của Trung tâm Asia bây giờ. Như quý vị biết là đài SVTN và Trung tâm Asia là luôn sát cánh bên nhau. Và mời em có lời chào đến quý vị khán thính giả. Dạ vâng, chào Christine Sa, xin trước tiên là cảm ơn quý vị thật nhiều đã đón nhận chương trình Heart to Heart hiện nay. Bởi vì cũng như quý vị biết là có một cái mặc cảm của Christine là lúc nào cũng không nghĩ là mình diễn tả hết những gì mình đang suy nghĩ bằng tiếng Việt. Nhưng mà quý vị đã thông cảm cho Christine và đã nghe những cái cảm xúc từ trái tim của Christine qua những cái lời nói sai. Thì cảm ơn quý vị thật nhiều. Và Christine cũng rất muốn giúp quý vị một ngày, một tuần, một tháng, một cuộc sống thật là bình an và hạnh phúc và đầy sức khỏe. Cảm ơn Christine. Và một lần nữa Tâm Đoan xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chúc quý vị bình an, hạnh phúc và con tim luôn đầy tình yêu.